Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình có ít đồ nghề linh tinh. Anh em cần món nào thì hãy xin liên hệ mình mua hàng. Bác mình có hai hình thức mua, anh em có hai hình thức mua hàng ha. Một, anh em có thể nhắn tin, ai không nhắn tin được thì có thể liên hệ trực tiếp. Chung cũng hạn chế nghe điện thoại nha anh em. Tại vì nói chung nhắn tin thì nhắn tin nó đồng loạt, nhiều khi những người chữ bác lớn tuổi nhắn tin không được thì có thể liên hệ trực tiếp đi. Anh em chốt mã nào anh em nhắn tin qua, mình dựa vào tin nhắn mình sẽ ship hàng cho anh em cho nó đúng hàng, nhiều khi cho nó chứ mình không có, nhiều khi nó không có để tránh cái tình trạng sai sót hàng, giao nhầm hàng anh em. Dù anh em chốt mã số 1 A1B gì đó thì mình nhìn vô tin nhắn mình sẽ chốt đó. Rồi giá mình bán là chưa bao gồm ship anh em, COD không bao ship. Còn anh em nào chuyển khoản mình sẽ re-ship nha, chuyển khoản re-ship, COD tự trả ship ha, được nhận hàng, được kiểm tra hàng này nọ, được các kiểu. Trong hàng quá mình trên clip này mình sẽ quay như thế nào và giá cả thì mình bán công khai, thì anh em cứ yên tâm mà mua. Nếu mà chốt hàng thì anh em cứ yên tâm nha, chứ không phải mình quay qua lo rồi mua trâu giả bóng được nha anh em. Cho nên anh em lưu ý những cái đó. Thì cái nào anh em còn thì mình sẽ phản hồi ok cho anh em nghe, cái nào đã bán mình không phản hồi nha anh em, nhiều quá mình không có trả lời hết nha. Rồi mấy cái mã đầu tiên không số mình có mấy cây thước anh em, cây thước 3 mét rưỡi, 100 rưỡi và cái 5 mét rưỡi là 200 ngàn ha. Mở ra xem anh em, nhiều lắm anh em, nhiều khi nó lắc nhắc nó rất là nhiều cho nên mới chưa sử dụng nha anh em. Nội địa Nhật đàng hoàng nha, có máy in da băng không, có dấu xích nội địa Nhật là ok rồi ha. C Kisui có khóa nghe anh em, có khóa mới cực đẹp luôn nha, chưa sử dụng mà khóa đây 150 cho cái thước 3 mét rưỡi nha anh em, 150. Nhiều khi cái món này mình cứ trả ship nó cũng hết mười mấy ngàn nha anh em, cho nên mình nếu anh em chuyển khoản á, còn COD anh em tự trả ship nha, nó khoảng tầm hai mấy 30 ngàn á. Năm mét rưỡi là 1 200 ngàn, làm rất là gọn nhẹ và đẹp nha anh em, rất là gọn. Rồi đi Nhật ha, rất đẹp luôn. Cái nút này là cái nút gì đây, à cái nút này là cái nút giữ nha anh em, chứ nó không có khóa. Thay vì anh em kéo ra anh em bấm nút này là nó sẽ giữ, kiểu như rút vô nhanh ha, khỏi anh em phải khỏi phải khóa trên đây, chỉ cần giữ đây đó. Chung cái nào nó cũng có cái thế của nó nha anh em, đẹp luôn nha. Này của KDS nè, 200 ngàn ha, 200 chuyển khoản bao ship nha, chứ cũng nặng nha anh em. Cái bản nghe nó là 19 nè anh em, 19 đó, nó gần 2 phân nha các bạn nghe cái thước á. Còn cái thước 3 mét rưỡi này nó bản nghe nó là 16. Đó. Nó thông số nó để rất là rõ nha anh em. Máy in da băng hết. Rồi có hai cây cây 5 mét rưỡi mình có một cây ha. Còn cây 3 mét có hai cây. Cái mã 1A này mình còn số lượng cho nên mình bán có thể là mỗi ngày, anh em mới xem thì có thể mua, hoặc ai chưa mua có thể mua hàng ha. Như hình này là 200 ngàn. Cây này là cây nối vít này, này nối vít nha anh em. Đó. Dụ anh em cần có một vít, anh em cần dài anh em nối ra. Cái này bu lông chuyển sang bán vít 1 phần 2 nha. Tất cả máy này là của XK11 hết. Cái này bu lông ổ vít chuyển sang bắn bô lông á, anh em có khẩu các kiểu 1/4 nè, 3/8 và 1/2, anh em có thể xài mở khẩu các loại luôn. Mấy cái này là nó có bị xét nha anh em, không có xét này thì cũng xét cây kia nha. Cái này mình lấy mẫu thôi, có xét nè. Nó bị có xét mới tới tay mình nha. Đó. 200 ngàn. Anh em muốn mua rồi cũng được, cái này 100 ngàn, 100 ngàn 50. Đó, 200 ngàn. Bán gom như thế này mình chỉ có vài chục ngàn thôi nha anh em, công gói hàng thôi. Một B là 200 ngàn cho bốn cái mũi
nó y như viên đá mài mini nghe em dùng trong mấy cái máy mài khuôn rồi á. Này cốt 6 ly ha. 4 cục 4 kiểu này, khá to nha anh em, nó bằng ngón cái nè, này thì hơn ngón cái đó, 4 hình thù khác nhau ha. Cái này như cái bánh xe này, cái này như một cục đá mài nghe em, anh em mài sắt được nha, cái này mài sắt được á. Nó có thông số là 7.000 vòng da băng hết anh em, đó có chữ nhỏ nhỏ chứ không đóng da băng nè. Mấy này thì cũng vậy nha anh em, con cái có chữ cái không, da băng đàng hoàng luôn, này thì không có đóng, hai cục này không đóng, cục nhỏ nhỏ cũng đóng da băng đàng hoàng. 200.000 4 cục, cục 50 thôi. Mấy cục li ti đi đây, đây ở hàng đây nó bán thì chung là chừng trăm mấy 200.000 một dĩ rất là nhiều, nhưng mà anh em mài nó rất là hao đá mau. Thường thường mấy cái cục nhỏ mấy anh em thợ đóng pin nó sẽ sử dụng cái đó để chi, để mài mấy cái kẽm hàng rồi đó. Còn này anh em muốn mài sắt mài gì mài ha, 200.000. Lưu ý cái mã giùm nha anh em, lưu ý cái mã số giùm, nhiều khi nó gọn gọn mình để chung một mã vô một hai hay gì đó cho nó có nhiều hàng ha, bán cho nhiều anh. Mã 2A 700.000 cái bộ mũi khoan này, để anh em coi bên ngoài trước đi nha. 21 mũi, mũi khoan vàng này của Evalue. Evalue này cái góc mà không biết giờ cái đời này mình không biết nó ở Đài Loan hay là Gia Băng ha, nhưng mà nó bị mất rồi, với lại nó rách hết rồi, không có đóng da băng đây. Evalue ha, trong đây mũi zin của nó thì nó còn rất là cũng cũng nhiều đó, nhưng mà nó còn khoảng, anh em thấy là sự khác biệt là mấy cái mũi đen đó. Này là mình lấy mũi của mình cho vào anh em, nhưng mà mũi chuẩn đẹp, mũi xịn luôn nha, mình cho mấy cái mũi của mình á là mũi cũng xịn, bãi xịn luôn á, bãi hàng bãi, nhưng mà còn tốt chưa sử dụng hoặc là sử dụng lướt. Cái này là khá là nhiều nha anh em, nè anh em có nhìn bên ngoài chung là này 1.5 nè, khỏi độc nha, các kiểu luôn, tổng cộng 21 mũi, 9 ly rưỡi, 9 ly, 8 ly rưỡi, rồi 8 ly, 7 ly rưỡi, 7 ly, 6 ly rưỡi có hết. Như cái vàng trên này là mấy cái mũi này nó có sử dụng lướt hết nha nè. Nè, tại vì nó có kẹp nè, thép HSS hết ha. 6.5 nè, nhìn vậy thế này mình biết là nó có xài ha. Cái bộ này như nó có sử dụng lướt. Anh em thấy nó kẹp, nó khoan dữ dằn luôn ha. Đó. Nếu mà cái mũi nào không bén anh em về mài lại nha. Cái này mình có mài mẫu thử nè, mài thì mình không dám mài hết, với lại nó có, anh em thấy nó đang xét xét nè, mình không có đánh ra, lý do là mình nếu mình đánh cước á thì nó sẽ, cái mũi vàng này nó sẽ xấu đi, nó nhìn cái màu nó khác liền, nó không còn gì. Nhưng mà để như thế này mình có thoa dầu vô rồi anh em về chà rửa thêm nó sẽ ra thôi. Mấy cái mũi nhỏ này là chưa sử dụng tới nè, mấy cái mũi thì nói chung mấy mũi này là có sử dụng rồi nè, từ 6 ly đổ lên nó có sử dụng hết rồi, nó chỉ sử dụng lướt thôi cho nên là nó bỏ nha. Cái này có thể anh em về mài mũi rồi nè, mình mài đơn giản lắm anh em, chứ nó không có khó gì. Anh em theo cái mùi, theo cái mẫu trên này là anh em cứ về anh em xoay qua máy mài á, anh em mài đơn giản thôi. 7 ly rưỡi cái mũi này, mũi 7 mình cho thêm cho nó đủ size nha, Nachi á nha, thấy mờ mờ không, nội địa Nhật nha anh em, Nachi 7 rưỡi, sử dụng lướt này nha, còn cực bén luôn á đó. Cái mũi này 5 ly rưỡi cũng hàng xịn không à, Nachi chưa sử dụng. Mũi này cũng vậy, 4 ly 6, 4 ly rưỡi không có, chọn 4 ly 6 nha. Thì mấy cái này y chang như thông số của nó luôn, mũi này mũi 4 ly, 3 ly rưỡi, 3 ly rưỡi hoặc 3 ly 6 nha, mũi 3 ly 6.
Hai này 3 ly 2 nè. Chỉ có 2, 3, 4, 5, 6 mũi mình đắp vào cho đủ thôi. 700 ngàn. Trong cái này mũi khoan này anh em xài gia đình thì ok nha. Anh em khoan sắt ở đây á, sắt á, còn dạng thép cứng anh em nên mua sử dụng những mũi khoan chuyên nghiệp nha. Chứ mà nhiều khi anh em hiểu lầm, cứ nghĩ mua cái hàng của Nhật gì đó nó đã tốt rồi, mình về mình khoan thép gì đó nó không ăn nổi, nó cháy mũi khoan, cái đổi thừa người bán, không phải nha anh em. Chỉ để cho mình khoan sắt thôi, còn anh em khoan thép là phải sử dụng mũi khoan thép riêng. 700 ngàn ha. Có luôn cái hộp nha anh em, cái hộp này đó. 21 mũi anh em tính lên chỉ có 30 ngàn, 30 ngàn hơn mà tính cái hộp nha, không lấy hộp bớt 150 luôn á. Cái hộp này nhất cũng phải 150 ngàn anh em. Còn lại 550 thì nó hai mấy mũi khoan, nó chỉ hơn 20 ngàn thôi. 700 ngàn chuyển khoản bao ship nha. 2B 750. Chung mình giới thiệu mấy cái món này thì nó hơi mất thời gian quá. 750 nha anh em. Cái này cho những anh em xài mũi khoan lớn từ 6 ly trở lên. Đây nè, mũi 6 ly này hàng bãi Nhật không có, mình cho mũi khoan của anh nha. Cũng tốt nha anh em. Hàng của anh hởm mình bán rất là nhiều. Khoan 6 ly là nằm đây nè, đó mơ của anh đó. Còn có mấy ít thôi à. Tại vì nó có màu hai lai, màu hai mũi của anh quất như đây. Mũi 8 ly nè. Tám ly với 6 ly thôi. Còn 7 ly nè. 7 ly nè. Này 7 ly 1 nha anh em. Cho thêm mũi 7 ly 2 nè. Cái mũi này là anh em thấy là nó bị cắn đây. Nhưng mà không phải không sử dụng được nha anh em. Tại vì khi anh em khoan là mình theo hình xoắn ốc như thế này nè. Mặt bên mẻ, mặt bên đây mới có chuyện ha, còn mặt này là mặt trong. Đó. Nó mẻ mà nó mẻ mặt trong nha anh em, chứ không phải nó mẻ mặt cái mặt anh em khoan, mặt khoan xuống là như thế này anh em. Đó. Còn mặt mẻ mặt trong. 7 ly 71, 7 ly rưỡi. Ủa này có 6 ly rưỡi nữa nha anh em. Mấy cái mũi này mình tuyển chọn rất là đẹp nha anh em, tuyển chọn rất là đẹp. Đa phần như chưa sử dụng là nhiều. 6 ly rưỡi, 7 ly nè, 8 ly nè. Coi 6 ly, 6 rưỡi nè, 7 ly 1, 7 ly 2 nè, 8 ly nè. 8 ly rưỡi nè, chưa sử dụng na chi nè. Mũi này 9 ly nha anh em, không có 9 ly ấy cho mũi khoan chui lục giác. Đó, để khoan sắt, khoan nhôm, khoan gỗ, khoan nhựa, khoan gì các kiểu. 10 ly nè, chưa xài nè, thấy không? 11 ly nè, mũi này có xài nè. Không biết xài chưa mà thấy chưa có dấu kẹp luôn anh em, nhưng mà nó hơi cũ thế thôi. Đó. Thấy cũng còn khá bén nha. Nè anh em nhìn cái mũi nè. Như chưa sử dụng không anh em, cái này 12 ly của anh nè. Tại vì lấy cho đủ size, cái này 13 ly nè. Hết mấy mũi này xịn nha. Chưa sử dụng nha anh em, mới can sa ban luôn. Đó, anh em cứ tự tính ra định giá cái mấy mũi khoan này ha. 2 4 6 8 10 11 mũi. Cái mũi này cho thêm không tính đi ha. Mũi 7 ly 2 á. Mũi 10 ly này khoảng 100 ngàn nè. 4 cái mũi này là khoảng 500 ngàn nha anh em. 4 cái mũi này 10 11 12 13. Cái mũi này mình mua hơn 100 ngàn đó, tại nó hơn một lạng mấy mà. Mấy cái mũi này một lạng mấy, một cái mũi 13 ly này. Anh em thấy mình bán mũi khoan cho mình ít có lấy mà mấy cái mũi khoan lớn lắm. Tại thứ nhất là nó giá nó cao, thứ hai nó nặng, với lại nó không có đẹp. Cái thứ nhất là nó sử dụng rồi hoặc nó để nó cắn, nó bảo mình không có lấy. Lâu lâu được mũi đẹp mình mới lấy thôi, chứ mũi này hơn 100 ngàn á. 100 ngàn vốn á nghe anh em, còn bán ra thì chút đỉnh thôi. 2, 4, 6, 8. Đó. Cực kỳ đẹp cái mũi khoan này. Anh em nào nếu mà xài thường xuyên xài thì anh em biết đi mua mấy mũi khoan xịn này, cỡ từng 6 ly 7 ly thôi là nó bán cũng 6 70 ngàn mũi rồi.
8 ly, 9 ly, 10 ly rồi nó có khác. Tầm 100.000 mỗi là bình thường, 750 nghe nè, chỉ khoảng bao ship. Khoảng 3A 150. Này xài chơi chơi thì anh em có thể mua bộ này. Bộ này mình đánh giá là không phải hàng nội địa nhưng mà cũng Đài Loan Trung Quốc gì nên nó xuất đây. Mất tiêu hết rồi, giờ chỉ có như đây thôi. Đất. Tối đa 6 ly rưỡi nè. 6 rưỡi, 5 rưỡi, 48, 4, 3, 2, 1.2, 1.5, ủa 2.5 và 1.5. 2, 4, 6, 7 mũi, 2, 4, 6, 7 mũi. Con cày lấy dấu nè. Cái nào mình nhìn mắt thôi mình biết được là không phải hàng nội địa Nhật mình biết. Cái này là nó lấy dấu này dạng thép, nó không cứng, nó có sử dụng rồi nè. Đó. 150 nha. Cái này như chưa xài, có xài lướt anh em. 1 nè, 2 nè, 3 mũi nè, nó đang đen là anh em nhìn cũng biết ha. Một nè. Cái nào không bén thì anh em về mài mũi lại thôi, đơn giản. Anh em mài mũi thì anh em mài theo cái hình xoắn của nó nè, ví dụ như là nó ăn lên thì anh em cái mũi cái mài cái đầu này nó cao hơn tí, còn nó đầu nó cao đầu thấp á, xoay vậy nè, xoay vậy thì đương nhiên bên cái mặt bên này là nó sẽ cao hơn để nó ăn thép vô ha. 150.000 cho 7 mũi khoan với cây lấy dấu hộp này. Chung mà vụ hàng xuất thì nó cũng xài cũng được đó, nó không qua hàng nội địa Nhật để nó sản để, nhưng mà nó sẽ cũng dù sao nó cũng tốt hơn hàng đây. 150.000. Còn anh em xài mấy mũi từ 8 đi đổ lại thì có bộ này 350, cũng tiện chọn nha anh em, cũng tiện chọn ra mấy cái mũi đẹp đẹp không à. Chung cái nào mẹ xấu thì mình chung mình cũng không có bán cho là nhiều. Mũi từ ly rưỡi đổ lên, ly rưỡi, 2 ly, 2, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mũi. Mũi 8 ly của anh em, không có mũi 7 Nhật. Đa phần rất là đẹp luôn, cái mũi này 7 ly. Mũi này 7 ly nè. Sáu ly ba nè, này 6 ly, này 56, này 6 ly 8 nè, 6 ly 8 Mitsubishi chưa sử dụng. Sáu ly ba đa phần rất là đẹp nha anh em, các kiểu hết. 6 ly ba, 5 ly gửi, 6 ly có không? Này 58 nha, 56 chứ. 54. Này mũi 58 nha anh em, mũi này mũi 58. 54. 5 ly. 4 ly rưỡi. 4 ly có luôn. Đó các kiểu. 16 mũi khoan này 350 nha. Như mới nha anh em, như mới luôn. Tối đa 8 ly ha. Thì nhỏ nhỏ thì cái này chung là coi 16 mũi chỉ 20.000 mũi thôi, có lớn có nhỏ thôi. Anh em xem kỹ nha, cái nhu cầu sử dụng từng người khác nhau. Có bộ mũi khoan lớn đó, anh em muốn mua thêm mũi vài mũi nhỏ mình cũng có soạn bán luôn. 350 chuyển khoản bao ship. Có mấy món đồ mà mới đây 10 20 phút rồi. Này 150. Một cái kéo Skycut kéo tỉa tóc cắt tóc nha anh em, này nó chưa sử dụng nhưng mà nó còn bãi cũng hơi còn không phải mới 100% em, mới 90% thôi. Cái này lau ra nha anh em, kéo cắt tỉa tóc nha. Cái này loại cái size này cũng vừa chứ không có lớn. Ây cha, mười bốn phân thôi, trong này mười mấy cái chục lưỡi dao gọt giờ cạo râu, 2, 4, 6, 8,
chín cái lưỡi dao cạo râu. Mấy cái này chưa khui nha anh em, cái này nó bị cắn á. Dính dơ. Cái này anh em về có thể mình cái này thay lưỡi được nha anh em. Nói chung này để anh em mua sử dụng dần. Thay lưỡi lam trắng á. Này của Sky. Chung của hai cái mình bỏ lại nha anh em. Cục này cái màu vàng của Sky nè. Cái thằng này của thằng nào đây? Nằm trong cái hộp này nè. Cũng Sky luôn à. Mấy ít ra băng đồng vào. Rồi 150 nha. Cho hai cái món này ha. Tiếp theo 4B 150 ngàn luôn. Một cây cơm ba và một cây kéo cũng dạng kéo cắt tóc, cái size y vậy luôn, cũng chưa xài nha anh em. Có đóng chữ da bằng ở đây. Một cây cơm ba này anh em mua về cho con cho cháu đi học. Cái này cũng chưa xài luôn nha anh em. Trong đây cái hộp, cái hộp chì, chì để làm mũi ấy, anh em. Này là rửa ra nha anh em, rửa ra. Cơm ba nhỏ thôi. Rồi, trời, mất thời gian thiệt. Thêm một cái kéo cắt móng. Cái móng này anh em về chắc phải cho thợ mài lại anh em. Cái kéo này của Đức. Cái kéo cắt móng mà nghiêng nè. Cái này ông nào bên nước sử dụng lấy cắt gì là để nó cắt cái cọng thép cọng gì được cho nó bị cong đi anh em đó. Này là phản xạ với ánh sáng cho nên anh nhìn nó không rõ. Cho thợ mài lại anh em. Cái kéo này nếu mới mắc cũng khá đắt tiền nha. Ở Việt Nam mình là kiềm nghĩa là như mấy cái vụ cắt móng này là kiềm nghĩa là cũng là ngon rồi, cũng không hề rẻ mà cây này mấy cây này của Đức nữa. Chắc đem thợ mài, thợ cho mài được anh em. Mài đây. Rồi 150. Ba món đồ này 150. Tiếp theo là nhíp 200.000 5A. Một kéo, kéo này hay bán anh em. Một cây nhíp. Máy in ra băng đồng hoàng. Nhiều cây này như nó hàng bãi nè. Nó nhiều khi nó đâu có đóng máy in ra băng trên cái cây đâu nè. Nó đóng ngoài vỏ bao bì không nè. Tuy nhiên xài rồi thì nó đâu có giữ lại bao bì chi ha. Về tầm dài khoảng chừng 15 thôi nha anh em. Cắt tiểu luôn 200.000. Cây này để cái gấp nè. Đồ xịn hết nha. Nghiêng nè, cây này mấy cái thép này nó rất là dày anh em thấy. Cầm anh em gấp đồ nó không có bị ấy đâu. Cắt tiểu luôn. Đây nè. Mũi nhọn, mũi cong và mũi này nữa. Đó. Cây này size 2 tấc. Nhưng mà cái đầu này nó bị mẻ tí xíu nha nè, không biết nó làm gì sao mà bị mẻ nè. Không sao, anh em về đưa vô máy anh em mài bớt đi phần này không sao hết nha anh em. Mài đi tí xíu thôi là còn sử dụng tốt. Cây dày lắm mà, nó dày khoảng 3 ly nè anh em biết đó. Còn mấy cây này khoảng ly ly mấy nè. Xài chất lượng luôn. 200.000. Mã 5A nha anh em, 5A. Cả đóng kéo nhét luôn. Quá trời rồi. 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8. 200.000. Mã số 5B là ba con dao này 220.000.
Dao này chắc dao của tụi Nhật chế nè, chế nó lại ghép cành nè anh em, của Nhật hết nha. Về mài lại nên làm ghép cành là nó mài khuyết cái mặt này tiêu xuống luôn nè. Cái clip gì rồi nhìn có bán mấy cây, đương nhiên nó sẽ lấy thép của Nhật, nó sẽ là chế qua thôi. Cái này là một cái cũng đèn thép chế đó nè, là một con dao nè anh em, còn rất là mới luôn. Này dạng dao nè, 220.000 ba cây. Anh em lưu ý cái mã nha, 6A180.000 cho một cái mỏ lết này. Mỏ lết này vừa xài vừa sưu tầm anh em, mỏ lết mà của Kai da băng dài 2 tấc nha. Đây có bọc một cái lớp nhựa bên ngoài, có mụn tí xíu à, bằng cái đầu kim thôi anh em đó, chưa sử dụng, dài 2 tấc ha. Hai tấc nha anh em, Sky da băng chưa sử dụng, 180.000 hai cái mỏ lết, 320. Hai thằng này nói chung là không phải cùng, không cùng một thương hiệu, bán luôn cặp nha anh em. Chung này để cho anh em nào để sửa chữa sử dụng thường xuyên, không cần, không có yêu cầu hàng tuyệt đẹp, thì anh em mua xài gia đình anh em cần hàng đẹp nhiều hơn. Còn anh em nào sửa chữa thì anh chung mình mua mấy cái hàng này cũng đã qua sử dụng lướt thì cũng còn chất lượng cũng tuyệt vời. Cái này là nhược điểm là nó bị xước xước cái mỏ này anh em thấy không, còn thằng này thì nó bị cắn đây, nó có sử dụng lướt cắn tí xíu đây thôi. Quá đẹp luôn nha anh em, nó bị cắn tí xíu bên đây thôi. Cây 2 tấc, cây 2,5 tấc nha, nội địa Nhật hết nha anh em, da băng. Cây này siết cái dạng như để phía ngoài nó mới bị cắn vậy thôi, chứ còn mà dạng nó ôm ốc sát vô đây luôn là khó bị lắm, không có bị nổ rơm nha anh em. Một lớp này cũng vậy, còn rất là đẹp luôn, sử dụng lướt chưa luôn, chưa luôn. Cây 2,5 tấc, cây 2 tấc, 320.000, chuyển khoản receipt nha, COD tự trả ship, mã số 7A 170.000. Hai cây móc lớp, thường thường mình bán cặp này thôi 150, nhưng mà mình lâu lâu lượm được cây này tính để dành kiếm thêm cây nữa cho nó đẹp, nhưng mà chắc hơi bị lâu nha anh em. Cái này cái móc lớp này nó bằng, nó mạ rơm phía ngoài luôn nè, của KTC da băng dài 2,6 tấc, có cán cầm, nếu mà sưu tầm được cặp là cực kỳ chất luôn, nhưng mà không có, kiếm chắc hơi lâu thôi, mình bán luôn như thế này ha. Cây này 2,4 tấc, hai cây này cũng đẹp nha anh em, 170.000, chuyển khoản bao ship nha. Như thường lệ thì cặp này mở ô tô 200.000. Chung nhìn em thấy nhìn cũ cũ chứ gì, như thế này là anh em sử dụng tốt lắm nha anh em, nó không có, cái thép nó cứng lắm, nó không có bị ấy ẩu đâu. Hai cái mỏ này làm có sự khác nhau nha anh em. Mỗi thằng này nó dẫm, thằng này nó làm cái kiểu nó nghe anh em, chứ không phải gãi đâu, không biết đó, anh em nhìn coi được không, mua em hai trăm cho hai cây này.
mã số 7B nha anh em, 7B. Số 8A là 300 ngàn cho một cái cây cờ lê 4 số made in Japan nha. Cây này Mitoloy. Mấy cái dòng này hình như giờ nó mấy cái dòng này như lĩnh tuyệt chủng nha anh em, giờ mấy cái cây này cũng dạng ít gặp nữa. Cái này là điếu dài, cái này 8 10 14 17. Anh em có thể đẩy đưa qua. Cây này cũng còn rất là đẹp nha. Ví dụ anh em chỉnh muốn là chỉnh cho nó mở ốc ngắn hay gì đó, hay là sâu vô là anh em chỉnh này. Đó. Bên nhỏ là 8 hay bên em 10. Còn phần ốc bên trong là 12. 12 đúng luôn nha anh em. Một cái đầu này nè. 12 đúng luôn. Phần để trồng cái này vô á. Cái này là con ốc 12. Đúng 12 thì anh em không mở được ốc 12 của mình ha, 12 thì nó sẽ ra 12 đi rưỡi. Còn cái này là 10, cái trồng phía cái dòng phía trong là nó 17. Còn mặt này là 17 nè. 17 và này 14. Ba trăm ngàn. Cái này cây này nên là dính mỡ bò nghe em, dính mỡ bò. Chủ xài các khá là kỹ á, nó trong đây nó còn dính mỡ bò, bởi anh mình lắc anh em không có nghe kêu đâu, nó còn dính mỡ bò trong đây nè. Nhưng mà sử dụng tuyệt vời nghe anh em, không có bị lỗi nha. Anh em về kỹ thì mình vệ sinh lại thêm, mình muốn cho gì cho vô. Thường thường cây này nó có mỡ bò sẵn rồi nè. Còn hoạt động ok nghe nè. 8 10 14 17 300 ngàn. Mỗi sản phẩm mình giới thiệu mất đi khoảng dăm 3 phút. 3 phút tới 5 phút, mất thời gian quá trời luôn anh em. Cho nên anh em cần món nào anh em phải xem kỹ nha. 8B 450 cho cờ lê 8 số. 11, 13, 14, 15 và 16, 17, 19, 22. Trong này vừa xài vừa sưu tầm nha anh em, mấy cái dòng 8 số này cực kỳ hiếm. Hàng mới thì chắc mắc lắm. Nó bị nổ rơm chứ nó không bị sét đâu nha. Làm khá là cứng cáp, nó bị nổ rơm anh em, chứ không phải là sét nó một mà anh em mở ốc không được ha. Này về em biết anh em thấy không? Này của tốt nha anh em, tốt tốt của Nhật luôn nha. Không có dấu xích nhớ, nhưng mà anh em thấy, mua đồ nghề anh em thấy cái thương hiệu tốt này là anh em biết ha, nó không có đóng dấu xích, rất là nặng và đầm tay nha. Bốn trăm rưỡi cho cây này. Cái này về chà ra dơ nên em nó bị oxy quá tí xíu, còn mấy cái đầu này là nó bị nổ rơm, sét nổ rơm nè. Còn mấy cái này thì anh em chà ra nó bóng, cái phần thân này thì nó không có nổ rơm. 450. Mã số 9A. Hai kiềm phe này 180. Cái cán cái cây này nó xấu nha anh em. Này anh em xài nhỏ nhỏ xài gia đình ok nha. Cây này cây phe bung bóp là bung ra của Trutco nghe anh em, còn cây này của Lutki, cái đầu nó thì nhỏ nghe anh em, khoảng ly ly hơn thôi để mình mở phe nhỏ đó. Cây này nó còn hơi rít nè.
không sao nên em xài kiểu như nó để lâu nó không dùng nó bị rít rồi. Còn cây này xấu xấu nè, nhưng còn sử dụng tuyệt vời nha. Đừng em chê em nó xấu mà sử dụng không được nha. Mấy kìm này thì được cái là mấy cái đầu thép nó cứng, em không có bóp phe, em không có sợ nó bị như cái ở đây. Như mấy cái đồ này làm như coi bằng sắt chứ không phải cái đầu máy này bằng thép đâu. 180.000 nha. Ba cái kìm này 300.000. 9B nha anh em, 300. Tính ra trung bình 100 cây thôi. Size 15 ra 16. Hàng nội địa Nhật hết nha anh em. Một cây một cái điện thoại này lấy nét tệ thiệt anh em. Chán thiệt. Kìm thương hiệu đời cổ. Này sale nội địa Nhật, IRK cũng nội địa Nhật. Cắt có lỗ tuốt nha. Kìm nhỏ, răng cỏ tuyệt vời nha anh em. Cái này nó bị cắn cái vỏ tí xíu thôi nha anh em. Với lại nó cũng hơi cũ và rít, nhưng mà răng thì ok. Ba cây chỉ 300.000, bằng anh em mua một cây hàng mới thôi. 300, size 15 ra 16 nha. Vỏ dép là không có tệ nha anh em. Đó, anh em thợ mua về sử dụng. Chung cái này rít anh em sử dụng vài lần là nó cũng hết rít thôi. 300.000. Cây này 280.000. Do nó hơi bị, anh em thấy đen đen nè, nó bị sét á. Rồi, cây này nó bị sét ở đây nha anh em. Đó. Nhưng mà gốc nó còn ok nha, cây này rất là hữu ích nha. Đó, nó không ảnh hưởng gì hết nha anh em, chẳng nó để lâu năm á, nó bị sét bám đây nè. Góc là tuyệt vời nha. Ấy xéo cũng được, ấy vuông cũng được. Các kiểu hết, số còn rõ ràng đầy đủ hết. Có khuyết điểm vài chỗ thôi nha anh em. Thước này có xin qua hay gì nè. Mấy in da băng đàng hoàng nha. 280.000, chuyển khoản bao ship nha. COD không bao ship. Mã này 300.000, mã số 10B, 300.000 một cái thước. Kê vuông này 15. Số rõ đẹp nha. Cái mặt này đo cái cũng là 15 thôi. Bên đây mặt này 12 cm, 15 cm. Và một cái thước này cũng bị sát ngay góc này. Thước đo xéo nè anh em, có thể đo góc vuông nữa nè. Và một cái thước này 300.000 nha, ba cái thước. Mấy cái này khá là dày nha anh em. Một cái thước ship 1 m. Cái này chắc đời nó cổ nha anh em, nó làm cũng không có dày lắm, mỏng mỏng lét à. Thước của Nhật luôn nha anh em, thước của Nhật luôn. Bên đây mấy cái số việc số chuẩn bên nước ngoài ha, còn này mấy cái chuẩn Việt Nam mình nè. Thước này thước 1 m cũng còn cứng cáp nha anh em. Số không có bị bay đâu nha, còn rõ lắm. 300.000, mã số 10B nha, ba cây. Chuyển khoản bao ship nha anh em. Tiếp theo mã 11 mình có mấy cái bộ
điêu khắc mini nha anh em. Cái này anh bán màu hai hộp như thế này. Mình bán hai hộp như này là 200 nha anh em. Hai hộp luôn. Một cái hộp này gắn gỗ. Tay 5 mũi, mấy cái này như nó chưa xài nha anh em. Nó để lâu nó hơi bị oxy quá tí xíu thôi chứ không có bị mục bị ấy gì nha. Này dài chắc chừng 15 thôi nha anh em. Mini mà. 13 thôi, 13 mấy à. Giờ cái hộp này này bằng cán nhựa nè, hộp này xịn nè, bốn chỉ hộp nó chỉ có 4 cây thôi. Chung để xài ha, bị mất bị gãy gì đó anh em có thể xài mua dự trù nha nè. Bộ này xịn có 4 cây thôi mà xịn. 200 ngàn, hai hộp. 11B cũng 200. Hai bộ luôn. Cũng 5 cây. Đó, nó cũng na ná nhau thôi anh em, không có khác gì hết á. Có một cái đựng khác hộp thôi. Thêm cái bộ này còn cũng còn khá là mới nha, cũng 5 cây, cũng như là như tương tự nhau nha anh em, dài chừng 13 thôi. Đây có cục đá nè, cục đá này nó nằm trong cái hộp này nè, nó dắt ngang đây nè, nó bị gãy thôi chứ nó chưa xài. Nhưng mà về mài cũng được nha anh em, chứ không phải bỏ. Gãy ngang 200 ngàn. 11B nha, 200. Điêu khắc mini ha. 12A là 250 ngàn cho một cây kìm thuốc dây vẹt xeo. Đó anh em nhìn qua camera là anh em nhìn thấy cũng độ cũ của nó, anh em vẫn nhìn thấy rõ nha. Cán nó bị tét đây. Tút dây từ 3.2 trở lại 1.0.6 gì đó, 2 chấm đó. Còn khá là chuẩn anh em, lỗ tút khá là chuẩn. Có cái không đẹp thôi. Rồi 250. Đó, anh em nhìn cái lỗ anh em biết. Hai trăm rưỡi ha. Không có bị lỗi gì hết nha anh em. 12B 300 ngàn cho một cái kéo cắt ống. Lưỡi không mẻ. Không mẻ nó trong khổ quay nha anh em, để mình sẽ test sơ. Ngon lành nha. 300 của Mary. Hai dao này một cây 170 ngàn. Cái này có thể ghép cây và có thể cũng có thể gọt trái cây anh em, làm bằng cái thép gì cũng khá là mỏng, mà dày khoảng ly thôi, rất là sắc bén. Anh em thấy cái chóp đầu nó làm mà nó để cho mình sủi sủi đâu nè. Ok, mấy cái này về anh em mài sơ nó bén lắm nha anh em. Mấy cây này là nó làm thủ công. Thủ công á anh em. Thủ người Nhật nó lấy gỗ nè, nó ghép lại thành một cái vỏ cái hộp luôn nè. 170 ngàn, cái này có hai cây nha. Ủa cái này. Đây nè, của nó nè. 170 cây. Cũng y chang đó thôi. 170 cây nha. Mỏng. Cái này 200 ngàn. 13B, cái này 13A nha. Có một cây thôi. Y như này một con dao nghe, nên dùng đi phượt rồi đó. Bén lắm, này nó dày khoảng 2 ly, dày hơn con dao đó. Đây nó làm cán là kỳ công. Tỉ mỉ luôn ha.
quên mình đo cái lưỡi chứ, dài 12 thôi nha anh em, lưỡi 12 thôi, dài 2 tấc 4, 2 tấc rưỡi, cái này nó cũng tầm đó thôi, 11 12 thôi, 10 phân rưỡi, 11 13A 13B khác nhau nha anh em, cây 170 cây 200 đó. Nó có thời công thời gian mà anh em chế ra cũng chắc trăm mấy 200 ngàn rồi, thôi để bên nước ngoài người ta chế sẵn mình về mình xài thôi ha. 14 320 ngàn một cái kìa mẫu quạ của Hit và một cây mẫu lết của Hit chung một thương hiệu, mình bán luôn một cặp da băng là quà nghe. Cặp này rất là đẹp nha anh em, cặp này rất là đẹp, cây này 2 tấc ha, cây này 2 tấc của Hit đàng hoàng nè, nội đi Nhật nha, một cái mẫu quà của Hit luôn như chưa sử dụng luôn nha anh em. Đó cái loại này nó không có vỏ nha anh em, có một cái tua vít dẹp nè còn sáng bóng luôn nè, anh em về vệ sinh thêm nữa là mới lắm. 320 ngàn cho mã số 14 một cái mỏ lết, tính ra bán cặp này cũng khá rẻ nha anh em. Cái mấy cây này thường bán khoảng 180, mấy cây này thì đương nhiên nó phải từ 150 đó lên nè, quên nữa, cây này nó chưa sử dụng nha, cái mỏ lết á mới ken xà beng luôn nha. 320 mã số 15 hai cây mỏ quạ bán luôn một cặp. Tại sao mình bán luôn cặp, tại vì hai cây này nó có sự khác nhau nè, cùng một thương hiệu của Top 2 tấc rưỡi, dơ nghe nè, mấy cái này anh em vệ sinh thêm nó sẽ mới đẹp. Da băng là hoàng, cây này có đóng giữ da băng nha, chung Top là anh em biết ha. Anh em nhìn hai cái mỏ nè, đó dùng này để kẹp ốc nè, răng cỏ tuyệt vời nghe anh em. Anh em thấy cái cây này nó khác nè, phần phía trên đó, thì răng này nằm phía ngoài, phía trong thì trơn, còn này nó ngược lại thế này nó ở trong, phía ngoài trơn. Này để cho mình kẹp ống tròn được được luôn nha anh em. Nói chung cái mấy cái này thì kẹp ống tròn thì vô tư rồi. Dơ, dính dơ nha. Anh em về về chà kỹ thêm nữa là nó sẽ tuyệt vời thôi, không có cán nha anh em, vứt dẹp nè, còn loại này không có cán luôn. Hai cây 350, nhiều quá, nhiều khi lắc nhắc bán cái món vậy biết chừng nào mới hết được không anh em. Quay nó anh em thấy quay nó mất thời gian nó rất là nhiều, chung lẻ thì anh em có thể chờ clip sau hoặc anh em có thể mua nơi khác cũng có bán lẻ chứ. Nói chung này hai cây mình có hai cây cặp này cùng một thương hiệu và hai cây kìm nó khác nhau, chức năng sử dụng nó khác nhau cho nên mình bán một cặp ha, 350 chuyển khoản thì ship nha, 16 300 ngàn nha anh em. Một cái kìm mẫu quả 3 tấc của Lotte, chụp cây này nó có sử dụng rồi, sử dụng lướt có dấu cắn thôi chứ mà cái này còn răng cỏ còn khá tốt nha anh em. Với lại mới thì nó không có mới lắm. Đó, nó có đen đen anh em nhìn nhận thấy nha. Chung cái này 1 tấc 2 tấc rưỡi với 3 tấc anh em nhìn nó khác xa nhiều nhau nhiều lắm. Nó chỉ dài hơn có 5 phân thôi nhưng mà anh em thấy nhất là nó dày dày như gấp đôi vậy đó. Anh em cầm trên tay nó rất là nặng. Cầm nó đầm tay lắm. Mở ốc maximum nó rất là lớn nữa. Như thế này là hơn 50 rồi. Còn anh em mà cầm thế này nữa thì nó sẽ ra 70 luôn. Đó. 300 ngàn. Chung mấy cây này xấu đẹp gì nó cũng nặng lắm. Không bán dưới 300 được. Chung xấu tệ quá không lấy thôi. Chứ còn mấy cái này như thế này thì còn dùng tốt nha anh em. 300 ngàn mã số 16. 17 400 ngàn. Một cái mỏ lết của Banco. Máy is wedding ha. Của thi điển nha.
Cây này thì nói chung nó không phải mới 100%, nhưng mà anh em thấy nè, nó có đen này nè, đen phần chóp đít nè. Cái mỏ lết này 3 tấc, chắc hơn 3 tấc quá anh em, 3 tấc đúng rồi, 3 tấc à. Làm khá là dày nè, dày còn gấp đôi mấy cái đồ của Nhật á. 3 tấc này nè, 12 inch. Cây này được cái là anh em thấy là nó sẽ có hai cái chức năng. Cái thứ nhất là một có thể thay đổi đầu qua để mình sử dụng, mình mở ốc ha, để mình còn cái này. Còn cái đầu răng này anh em có thể mở ống tròn, anh em có thể sử dụng gia đình mình mở mấy cái áp dụng sửa chữa ống nước rồi đó, mình có thể mở ống nước đó. Nó thiết kế kiểu như thế này nè anh em, ở ngoài bự ở trong nhỏ, khi mà anh em xiết ống nước đó, nó sẽ có độ đàn hồi, anh em càng xiết nó sẽ càng đi vô, nó sẽ càng cứng đó. Mình xiết mà anh em thấy rất là cứng luôn á, kiểu như mình càng xiết nó càng đi vô đây là nó sẽ cứng cái con mấy cái ống nhựa này. Cây này mới anh em, chắc hơn triệu nha anh em. Theo mình nghĩ cái chức năng đa chức năng như thế này là mình với là hàng của châu Âu nữa, thì cây này mình nghĩ chắc hàng mới khoảng hơn 1,5 triệu. Đó, có thể thay qua đây là mở ốc á. Có sử dụng rồi nghe nè, làm cái hàm rất là dày luôn này ha, 400.000, cực kỳ chắc luôn, rất là dày luôn. Cái mỏ lết 2,5 tấc cũng nhập tên, nó bằng chỉ bằng 3 tấc đi nữa nó cũng nhỏ bằng 1/3. 400 nha anh em, chịu khoảng bao ship. Cây này khoảng 7 lạng nha, nó nặng. Nói chung đồ cũ thì anh em xài nó như thế này là cũng còn sử dụng tốt rồi. Cái nó không có đẹp thôi. Hàng mới thì đương nhiên giá tiền nó sẽ khác. Cây này 370.000, mã số 18. Cây này không biết sử dụng chưa, chắc sử dụng rồi, có người sử dụng nó mới lấy cái dây này nè, nhưng mà còn như mới nha anh em, còn cả cái tem luôn. Cây này của hiếp ha, dài 3 tấc, cáp 5 mm. Tại do anh em thấy nó còn cũng còn hơi dơ dơ nha, tại mình không muốn đánh, mình không có đôi dưa máy đánh. Cái lý do là nó sợ mình đánh nên nó bay đi mấy cái thông số này, với lại nó tróc đi lớp sơn. Nhưng mà như thế này là anh em về rửa thêm là nó còn như mới à. Nếu mình đánh ra còn có lớp thép không nó sẽ dễ bị sét, còn hàng riêng cho nó có một cái lớp phủ, một cái lớp sơn để chống sét. Chưa xài như chưa xài luôn nha anh em. Mấy cây này hàng mới chắc cũng phải gấp đôi này anh em. Anh em săn đầu bãi thì giá cả nó thì nó sẽ bèo hơn nhiều rồi đó. Chung thì mấy cái đồ bãi này tự nhiên nó là cái chất lượng nó cũng còn, ví dụ hàng mới thì nó còn, và hàng mới thì nó 10 đi, còn này thì nó ví dụ nó cũng còn, ví dụ 6 7, thậm chí nhiều nhiều cây nó còn rất là mới luôn ha. Đương nhiên giá cả thì nó sẽ không bằng, so với hàng mới của Nhật thì nó sẽ rất là rẻ, còn so với hàng Trung Quốc thì có thể nó đắt gấp 3 gấp 2 lần. Nhưng mà hàng Trung Quốc thì anh em không nên so sánh với mấy cái hàng này nha, nó một trời một vực dữ lắm. 250 cho mã số 19, hai cây sa cây, cây 2 tấc, và cây này 3 tấc 3, 3 tấc 3 nghe em, cây 3 tấc 3 và cây 2 tấc. Hai cây này như chưa sử dụng nha anh em. Cây nhỏ này, à cây nhỏ này nó có sử dụng nước rồi.
Nhưng mà cái đầu nhỏ đinh anh em thấy nè, không có bị cắn anh em. Còn cái này thì chưa sử dụng rồi. Đây hai cây 250 Makuba, nó in da băng đó. Cây 2 tấc, cây 3 tấc 3. Cây này đậm tay lắm nha anh em. Anh em đóng đinh là vô tư luôn á. Còn cây này để đóng đinh cúc nhổ đinh nhỏ nhỏ rồi. Hai cây luôn nha anh em, 250. Mấy cái đầu nhổ đinh thì ok nha anh em. Trời. 250.000 chuyển khoản bao ship. Mã số 20 mình bán 400 nha. Một cây kìm Lotter HR002. Cái này không biết xài chưa nhưng mà nó có bị xây xước cái lớp sơn phía ngoài thôi nha anh em. Con tôm này hàng là bao xịn luôn nha. Như mấy cái dòng này bây giờ nó không còn sản xuất nữa đâu anh em. Kìm mới, mấy cái kìm này như kìm mới bây giờ nó cái thứ cái ủa cái này là bây giờ nó không còn nữa, sản xuất cái kiểu đời mới giá nó cũng cao lắm anh em. Đồ của những anh em cầm lên lên, thứ nhất là anh em nhìn cái lớp sơn của người ta, sơn rin của nó nhìn nó ấy lắm, cầm nó cũng đầm tay nữa. Mình test thử con nha. Dạ, hai cái anh em ơi. Hai cái là đứt 400.000 nha. Đó tờ. Đó, ngoại hình anh em nhìn kỹ nha. 400.000 chuyển khoản bao ship ha. Được cái mấy cái này là răng nó rất là cứng cáp anh em, cái răng thép của nó bên trong nó rất là cứng cáp, nó kẹp hay. 400.000. Tiếp theo còn mấy món đồ nha anh em. 21 22 là hai cái mỏ hàng này. Như thường lệ là bán bao sóng anh em hết nha, điện 100V nha anh em. Lưu ý đồ Nhật đầy điện 100V ha. Cái dây này mã số 21 150 40W. Ủa này 30W thôi. Còn rất là đẹp nha. Cô dơ thôi anh em, này dính dơ thôi, dây chống cháy đàng hoàng nha, nó có bị xây xước sơ thôi nha anh em. Xây xước dây á, nó bỏ bãi đương nhiên nó phải có sự xây xước dây. 150.000 22 này 40W luôn, có sử dụng nước hết nha anh em. Cái này mình có dây dù nó bọc phía ngoài. 30W này thì nó làm hình thù nó nhìn nó bự hơn mấy cái cây kia anh em. Nó nhìn trong 30W anh em xài gia đình thì ok rồi. Nó chừng 30W xài anh em, khi mà nó nóng lên nó nóng dữ lắm, chì nào nó cũng đứt hết à. Còn dạ em muốn xài lớn, anh em muốn xài lớn hơn từ 60W 80W thì anh em có thể mua mấy cây đó. Nhưng độ nóng nó rất là lớn. Cái này nha, ở nhà mình cũng xài cây chừng 30W mình thấy xài ok rồi, không có xài gì lớn hết. Còn anh em muốn muốn xài lớn hơn thì anh em chờ clip sau thôi. 21 22 là đồng giá 150. Ba là cái cảo này 800.000, 800 nha anh em, cảo khủng của Super nha. Da băng nào hoàng nha anh em. Super nè. Có cái này nó hơi bị ghẻ chóc tí xíu thôi nha anh em, nhưng mà cảo này anh em xài mua một lần xài biết chừng nào mà hư nó nha. Nói mấy cái cây này để cảo đi thôi là anh em thấy nó dày nó nặng nè, cầm một tay là mỏi tay luôn á. Đó. Đó ngoài hình anh em nhìn đi, nè
cái chóc đầu là cây này sử dụng rất là ít luôn. Cái tăm anh em. Còn mấy cái răng này thì khỏi nói đi ha. Cái này tùy theo size mình bán, tùy theo giá tiền anh em, chứ phải có cái loại nhỏ nhỏ thôi là nó cũng tầm 300 400 rồi. Có cái loại tung tung rửa nó cũng bán cũng 500 600 550. Cái loại này thì anh em xài mấy xe cạo bi lớn thì anh em phải mua cái này, dài tới 2 tấc mấy nữa. Mở ra nè, bung cánh ra được 2 tấc 6 2 tấc 7 nè. Là bạc đạn là chắc lớn dữ lắm nha nè. 800 ngàn cho cái cạo này. Cạo này mua cạo riêng mà anh em mua cạo này khá là đắt nha. Chúng mình vào bãi mấy cây này mình đi bãi mình mua cũng mắc lắm em, chứ đâu có rẻ được đâu. Mấy cái nhỏ nhỏ thôi là mình mua cũng mắc nữa chứ không phải đấy. Nhưng mà hàng nó cũng không có, nó ít lắm. 24 280 cho 3 cái cây đục sắt này. Anh em có thể trắng tôn trắng sắt rồi ha. 3 cây này nó 3 size khác nhau anh em. 2 cây nhỏ thì nó không có trên lệnh lớn 8 phân tấc. Ngang này 7 phân thì ngang này 6 phân rưỡi. Trên lệch tí xíu à. Bán luôn 3 cây nha anh em, 280. Này có thông số là 90 là cái này nè. Đó. Dài một gần 2 tấc. 280 ngàn. 25 200 cây anh em, búa 200 một cây. Mấy cái búa này chưa xài anh em, một đầu sắt và một đầu bằng là bằng nhựa cứng. Đây chà, hai cây này nó có sự khác nhau nè. Cái cây này là bằng nhựa trong hơn, cái này đồ nhựa nhưng mà trắng sữa vậy đó. Không có để ý ha, nhưng mà hai cây nó cùng một thương hiệu hết rồi. Búa Nhật đàng hoàng anh em, có chữ B đây nè. Đó. 1 phần 2 NO 1 phần 2. Cái cây này hình như cái đầu này nó làm giờ dẫm lên, còn thằng này nó phẳng. Và cây nào cũng như cây nấy thôi nè, nó không có khác gì đâu. Chưa xài nha, nó bị dạ nó bị oxy hóa thôi. Dính xét á nghe nè, không có xài nha, này không có xài đâu. Thôi anh em nào muốn muốn cây nào thì có thể liên hệ đi, tại mình ghi có một mã thôi, cây 200 ngàn. Trọng lượng nó 3 lạng 6 3 lạng 7 cũng vừa tầm tay để gõ đồ. Như cái này sau này cũng cứng vừa. Dù cần anh em gõ đồ vật liệu không cần phải dùng đến búa sắt sợ nó bị ấy đó thì anh em dùng đồ này. Búa sắt thì dùng trong việc khác. 200 ngàn cây, mã số 25. 26 150. 2 cây cưa lách, cây dài cây ngắn này nghe anh em. 12 là 2 tấc. 2 cây 150. Còn bén anh em là cây này thì nó bị gãy cái chóc đầu tí xíu này. Gãy cái chóc đầu tí xíu như vậy này nghe anh em, chứ không phải là nó dạng nó gãy nhiều. 2 cây cưa lách này anh em cưa cây cây đâu nè, trong hốc kẹt rồi đó. 2 cây này 150 ngàn. 27 200 ngàn. 200 ngàn cái cưa ARS này cộng thêm cái lưỡi. Cái lý do cho thêm cái lưỡi cái cũ này về anh em xài chơi. Lại cây này nè, nó bị gãy đi cái nè. Cây pin nó gãy đi tí xíu ngay chót đầu này nè. Độ bén còn khoảng 80% nha, chứ không phải tệ đâu. ARS cán đèn cũng còn khá đẹp.
còn bán nha, có giũa thì giũa thêm thôi, cộng thêm cái giũa này thì nói chung cũng còn khoảng 70-80% thôi. Xét vậy chứ không phải cưa không được nha anh em, không phải gãi không có rụng gì hết nha, không có gãi rụng cái nào hết. Hai cái lưỡi luôn 200.000, chuyển khoản bao ship COD không chưa phí ship nha, 27.200, 28.500.000, 500.000 nha anh em. Một cây này là cây quốc sản, cây này cây của Úc nha anh em, Australia. Chỉ có quốc sản thôi ha. Cái này có thể kéo ra. Này để đi phượt rồi anh em ơi, hoặc là mình sử dụng làm vườn ở trong nhà rồi đó. Thôi nằm đo cái cán đi ha, cán dài khoảng 4 tấc. Với cái này khoảng 2 tấc hơn nữa là khoảng 6 tấc rưỡi á. 6 tấc hơn thôi. Bung sẻn ra luôn á, khóa lại là thành cây sẻn. Làm bằng cái nhựa cũng khá là chất lượng nha, chứ không phải là nó điểu điểu đâu, không phải là hàng Trung Quốc đâu. Thì sẻn thì anh em mở ra dặn lại, cuốc chứ thành cuốc thì anh em mở ấy lại, này thành một cây cuốc. Cái này không chắc có sử dụng nước anh em, cái mỏ nó nè nó bị xây xước chắc có sử dụng nước rồi. Quốc sản 2 trong 1 500.000 của Úc. Rồi, này cái gù không có gì hết anh em, xoay xoay lên vô rồi, chứ không gì hết. 500.000 khóa lại 500 ha, 29.500 luôn. Một cây thước 50 m rất là nặng, chắc 1 chục ký đây. Cây thước này là nó là bằng thép nha anh em, cái thước này thước thép cũng còn khá là mới nha. Cái số nó không phải nó như cái số như mà dạng mấy cái sắt thép kia, nó in mấy cái màu đỏ lên, anh em nhìn rất là rõ ha, cái màu này nó in mà dạng màu sáng sáng bóng, qua camera anh em nhiều khi nhìn không thấy rõ. Nhìn nó rất là sang anh em, nó không phải như nó, nhưng mà anh em nhìn nó vẫn rõ, của Yamayo 50 m nè. Điện thoại mình nó lấy nét hơi tệ quá anh em, cho nên không. Yamayo này mình cũng chưa vệ sinh luôn nha anh em, này có bị cắn này nè, không bị hết anh em. Mấy cái này là lau là ra anh em, mấy này dơ lau là ra thôi, để mình lau thử một cái. Giờ vệ sinh thêm nha anh em, nãy nó lúc đầu cũng dơ đó, này nó dính dơ chứ không phải bị sét gì hết anh em, nó là thép không rỉ nghe luôn nha anh em, này dính hồ. Rồi quay lên.